Ngày thứ 151 chiến sự, Ukraine tuyên bố giành lại Kherson vào tháng 9. Một quan chức Ukraine hôm nay tuyên bố quân đội nước này sẽ giành lại tỉnh Kherson từ tay các lực lượng Nga trong hai tháng nữa. Chúng tôi có thể nói rằng Kherson chắc chắn sẽ được giải phóng vào tháng 9 và mọi kế hoạch của đối phương sẽ thất bại, Sergei Klan, trợ lý cấp cao của người đứng đầu tỉnh cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền hình Ukraine ngày 24 tháng 7. Quân đội Ukraine được hỗ trợ bởi pháo tầm xa do phương Tây cung cấp, đã giành lại một số vùng lãnh thổ ở Kherson từ tay các lực lượng Nga trong những tuần gần đây. Chúng tôi có thể nói rằng bước ngoặt đang diễn ra trên chiến trường. Lực lượng vũ trang Ukraine chiếm ưu thế trong các hoạt động quân sự gần đây nhất của họ, ông Klan nói. Có thể nói rằng chúng tôi đang chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công. Quan chức Ukraine tuyên bố các cuộc tập kích của quân đội vào hai cây cầu quan trọng trong khu vực cũng như những cuộc tấn công khác vào kho vũ khí và sở chỉ huy Nga là bước chuẩn bị cho một chiến dịch phản công lớn trên bộ. Giờ đây, vấn đề then chốt là triển khai các cuộc pháo kích chính xác hơn để đánh bật lực lượng Nga ra khỏi các vị trí đóng quân, ông nhấn mạnh. Clan thêm rằng, lực lượng Nga đã không thể sửa chữa cây cầu Antonovka bắc qua sông Dnipro bị hư hại và đang gặp khó khăn trong việc di chuyển vũ khí hạng nặng về phía thành phố Kherson quân đội Nga kiểm soát thành phố Kherson, thủ phủ của vùng từ ngày 3 tháng 3. Đây là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine thất thủ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2. Vùng Kherson có vai trò quan trọng đối với nông nghiệp Ukraine và nằm ngay gần bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập hồi năm 2014. Khi cuộc xung đột Ukraine đã bước sang tháng thứ 6, không có dấu hiệu nào cho thấy giao tranh sẽ ngừng lại. Quân đội Ukraine hôm nay cho hay nga đã pháo kích nhằm vào các khu vực phía bắc phía nam và phía đông nước này đồng thời có những hoạt động mở đường chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào thành phố bakhmut vùng donbass không quân ukraine cho biết ba tên lửa hành trình kalib của nga phóng từ biển đen nhằm vào khu vực kmenitsky phía tây đất nước đã bị bắn hạ vào sáng sớm trong khi khu vực giao tranh chính vẫn là ở donbass bộ chỉ huy quân sự miền nam ukraine thông báo trên facebook rằng Quân đội nước này đã có thể kiểm soát bằng hỏa lực một số cơ sở hạ tầng giao thông ở Kherson, giúp hạn chế đáng kể khả năng cơ động và hậu cần của lực lượng Nga, đồng thời phá hủy một khẩu đội phòng không S-300 Nga ở khu vực. Moscow hiện chưa đưa ra bình luận. Chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm ra thông cáo cho biết tỉnh sẽ lập ủy ban bầu cử để tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về xâm nhập Nga. Cơ quan này khẳng định người dân tỉnh Kherson có quyền bày tỏ ý kiến về tương lai của địa phương. Theo thông lệ quốc tế, tỉnh Kherson sẽ thiết lập điều này thông qua các cuộc bầu cử và trưng cầu ý dân. Thông cáo có đoạn, các nhóm công dân và tổ chức khác có thể đề cử ứng viên cho ủy ban bầu cử. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã phóng tên lửa tấn công cảng Odessa ngày 23 tháng 7, nói rằng họ nhắm vào kho chứa tên lửa Harpoon và một tàu quân sự của Ukraine. Đợt tập kích bằng tên lửa tầm xa chính xác cao phóng từ biển tiêu diệt một tàu quân sự của Ukraine và một kho chứa tên lửa diệt hạm Harpoon do Mỹ chuyển giao cho nước này ở cảng Odessa, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Giới chức Ukraine trước đó cáo buộc Nga tập kích cảng Odessa bằng bốn tên lửa hành trình Kalibr. Phòng không Ukraine bắn hạ hai tên lửa, hai quả còn lại đánh trúng hạ tầng của cảng. Kiev nói rằng vụ tập kích không gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng của cảng Odessa. Địa điểm chúng tên lửa là một trạm nhiên liệu và một kho chứa ngũ cốc. Ukraine chỉ trích vụ tấn công, dội gáo nước lạnh vào Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, những người làm trung gian cho thỏa thuận giải phóng hàng chục tấn ngũ cốc mắc kẹt tại nước này được ký kết hôm 22 tháng 7 sau nhiều tuần đàm phán. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc ghi nhận 5.110 dân thường qua đời và 6.725 người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn báo cáo gần 9,6 triệu lượt người rời Ukraine và gần 3,8 triệu lượt người từ nước ngoài vào Ukraine trong gần 5 tháng xung đột. Cơ quan ghi nhận gần 6 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu. Ukraine tuyên bố làm mọi thứ để gây thiệt hại lớn nhất cho Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24 tháng 7 đã tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để gây ra nhiều thiệt hại nhất cho Nga trong lúc xung đột bước sang tháng thứ Sáu. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu trước toàn dân qua video vào tối 24 tháng 7 tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục làm mọi thứ để có thể gây ra nhiều thiệt hại nhất cho Nga ngay cả nga cũng thừa nhận chúng ta sẽ thắng chúng ta đã nghe thấy điều đó mọi lúc trong các cuộc trò chuyện của họ họ đã nói điều này trong cuộc gọi với người thân của mình ông zelensky phát biểu tổng thống zelensky cũng tiếp tục khẳng định rằng ukraine không bỏ cuộc chúng tôi sẽ làm mọi thứ để gây ra thiệt hại cao nhất có thể cho người nga và kêu gọi nhiều sự hỗ trợ nhất có thể cho ukraine ông zelensky nói nhà lãnh đạo này cho biết ukraine còn một tuần quan trọng ở phía trước với một kỳ nghỉ lớn đang đến gần giữa một cuộc chiến tàn khốc, nhưng chúng tôi sẽ ăn mừng cho dù tình hình có khó khăn thế nào đi nữa, vì người Ukraine sẽ không chịu khuất phục, ông Zelensky tuyên bố. Nga chưa bình luận. Bài phát biểu được đưa ra trong lúc Ukraine chuẩn bị chào mừng ngày thành lập nhà nước vào ngày 28 tháng 7, một kỳ nghỉ mới được ông Zelensky đặt ra vào tháng 8 năm 2021. Cũng trong ngày 24 tháng 7, Ukraine đã cố gắng thúc đẩy việc xuất khẩu ngũ cốc bằng nỗ lực khởi động lại hoạt động xuất khẩu từ các cảng ở Biển Đen theo thỏa thuận đạt được với Nga, được Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của chúng tôi. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Oleksandr Kubrakov của Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook. Trước đó, Nga ngày 23 tháng 7 đã tấn công cảng Odessa ở Biển Đen bằng tên lửa khiến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc có nguy cơ bị lung lay. Đài truyền hình SerSpil dẫn lời quân đội Ukraine cho biết các tên lửa của Nga đã không bắn trúng khu vực chứa ngũ cốc của cảng hay gây ra thiệt hại đáng kể. Theo quân đội Ukraine, hai tên lửa Kalibr phóng từ tàu chiến Nga đã bắn trúng chạm bơm ở cảng và hai tên lửa khác bị lực lượng phòng không bắn hạ. Tổng thống Zelensky gọi cuộc tấn công là hành động dã man, cho thấy Moscow không đáng tin cậy trong việc thực hiện thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Kiev. Động thái của Nga cũng bị phương Tây và Liên Hợp Quốc lên án. Ngày 24 tháng 7, Nga tuyên bố các lực lượng của nước này đã bắn trúng một tàu chiến Ukraine và một kho vũ khí ở Odessa bằng tên lửa có độ chính xác cao. Nga thừa nhận tấn công cảng Odessa, câu hỏi lớn được đặt ra cho các bên ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã không kích cảng Odessa của Ukraine, một động thái khiến các bên lo ngại khi nó diễn ra chỉ một ngày sau khi Moscow ký kết thỏa thuận tạo điều kiện để Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng biển đen. Ngày 24 tháng 7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov xác nhận quân đội Nga đã không kích cảng Odessa, thành phố Odessa của Ukraine ngày 23 tháng 7. Nga xác nhận không kích Odessa. Ông Konashenkov khẳng định các cuộc tấn công này nhằm vào các mục tiêu quân sự, bao gồm kho tên lửa do Mỹ cung cấp theo hãng tin Al -Zazera. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc không kích cũng nhằm vào một tàu chiến và các cơ sở sửa chữa tàu tại Odessa. Tại cảng biển ở thành phố Odessa, ở một xưởng đóng tàu, các tên lửa tầm xa chính xác cao trên biển đã phá hủy một tàu chiến Ukraine đang neo đậu và một kho chứa tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ cung cấp cho Kiev, ông Konashenkov nói theo hãng tin AP. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tên lửa Kalibr của Nga đã phá hủy một tàu tuần tra của Ukraine trong cuộc không kích. Trước đó, quân đội Ukraine cho biết Moscow đã tấn công cảng biển Odessa bằng bốn tên lửa hành trình, hai trong số đó đã bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh phía Nam của Ukraine, bà Natalia Homenyuk, nói rằng không có cơ sở lưu trữ ngũ cốc nào bị ảnh hưởng.